đau quá, da của mình đã bị trống ra hết rồi, không kịp, khó chịu quá, khó chịu quá. Hả, thứ này là gì nữa đây? Đúng rồi, mình sẽ tới tháo lắp cơ thể của nó, lắp lên người của mình để chia đi những lớp da bị phỏng rạc quá, khó chịu quá. Nhanh lên, nhanh lên, phải làm việc này ngay lập tức thôi. Thành công rồi, thành công rồi. Wow, wow, mình thật là to lớn, thật là khổng lồ, thật là ngầu quá đi. Được rồi, mình cũng đã báo thù rồi. Nhanh chóng quay trở về nhà. Đứng lại, thứ chết tiệt kia, mau rời khỏi cái thân xác robot khổng lồ của bọn ta. Cái gì? Thứ khổng lồ này là của ngươi à? Nhưng ta thấy nó đã bị hư hỏng, vứt bỏ ở đây, ta chỉ nhặt lên và sử dụng thôi. Chết tiệt, nó là robot máy móc chiến đấu của nhân loại bọn ta. Bọn ta đã chế tạo nó chiến đấu với vải vật, nhưng không may bị hư hỏng, nó đã rớt xuống đây. Bây giờ bọn ta sử dụng robot khổng lồ thứ hai này để tìm kiếm khổng lồ thứ nhất mà ngươi đang lấy cắp. Không, không, các người nói dối. Ta đã thấy nó trước, thì nó thuộc về ta. Ta sẽ sử dụng nó để chiến đấu cho loài quái vật bồn cầu ở hành tinh của ta. Các người mau cút đi, tránh xa ta ra. Hả? Thì ra là một con quái vật bồn cầu đen lộng hành. Mẹ kiếp, loài của chúng mày nổi tiếng là gian xảo, độc ác và luôn xâm chiếm những sinh vật khác. Hôm nay sẵn tiện, loài người chúng tao sẽ tiêu diệt mày luôn. Thứ máy móc khổng lồ của nhân loại này, mau tránh xa ta ra. Các người giết ta thì đừng trách ta ra tay độc ác. Các người cũng chẳng tốt lành gì đâu. Các người cũng giết hại sinh vật khác, làm hại loài khác, thì bọn ta cũng giống như các người, cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Được rồi, được rồi, về nhà thôi, về nhà thôi. Chết, chết tiệt, người đã làm cái quái quỷ gì vậy? Hôm nay camera mới cầm khiên. Thì hắn bảo hắn muốn chết, hắn muốn ai đó thay thế vị trí thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ của hắn. Nhưng người không muốn, vậy thì ta sẽ giúp hắn chứ sao nữa. Tình khốn kiếp, tình bẩn thỉu. Ta thật quá sơ sức. Ta quên rằng người chỉ là một tay tình hồ ma chết tiệt, cướp lấy thân xác úp ray camera của ta. Rồi ngươi còn kết nghĩa với thứ nghiệp chủng quái gì của Unchakon Titan Clockman, thì chắc chắn ngươi không phải là kẻ tốt lành gì. Vậy mà ta thật dễ tin ngươi. Ta phải giết ngươi. Không phải là ngươi dễ tin ngươi, mà do ta cơ trí thông minh. Ta từ một Titan hồn ma, không có danh nghĩa, không có sức mạnh gì cả. Hôm nay ta từng bước, từng bước lợi dụng mối quan hệ của mình để ta trở nên mạnh mẽ như thế này. Cuối cùng ta cũng đã giúp cơ thể của ngươi đạt được trạng thái Unchakon Titan Cameraman siêu cấp rồi. Mẹ kiếp, ta chết tiệt, ta sẽ nghiền ngươi thành 100 mảnh để báo thù cho ngày ấy. Lúc trước ta còn rất yếu, nhưng bây giờ đã khác rồi. À khoan, ngươi dám vô lễ với ta hay sao? Bây giờ ta đã trở thành thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ rồi. Người phải phục tùng dưới chân của ta, làm việc cho ta. Cảm ơn, cảm ơn. Tình khốn kiếp, tình chết tiệt. Được lắm, được lắm. Người dám qua mặt ta, ta không cần cái cơ thể úp ray camera man này nữa. Ta sẽ tiêu diệt luôn đó, để linh hồn của người bên trong tan thành mây khói. Kể từ nay, tất cả đa vũ trụ này sẽ thuộc về ta. Ngoài đa vũ trụ, linh hồn của tôi vẫn bị mắc kẹt ở trong đó. Sau đó nó đã rơi xuống một hành tinh vô cùng xa lạ. Tôi cũng không biết nó thuộc vũ trụ nào nữa. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm các cậu, nhưng không thấy một ai cả. Tôi vô cùng sợ hãi. Lúc này, tôi thoát ra ngoài là một linh hồn. Tôi cố gắng dùng điện xung kích của mình để kích hoạt lại Titan Editor, nhưng cơ thể máy móc của nó vẫn không hoạt động. Có lẽ nó đã bị hư và hỏng nặng rất nhiều. Hả? Vậy sau đó cậu đã làm gì để trở về hành tinh trái đất này? Cũng may gần đó có một cơ thể của một Speaker Man ngoài hành tinh đã chết từ rất lâu. Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ
không hiểu tại sao nó chết nữa. Nhưng khi nhập vào trong cơ thể này, tôi vô cùng sáng tạo. Nhìn thấy thân thể của Titan Eritus, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo. Tôi sẽ loại bỏ những bộ phận hư hỏng của nó, lắp ghép, sửa chữa và nâng cấp để cho nó thật là ưu việt. Sau mấy ngày sửa chữa, cuối cùng cơ thể của Titan Eritus đã được nâng cấp thành Ultra Titan Eritus. Tôi cũng nhanh chóng rời bỏ cơ thể của Speakerman ngoài hành tinh kia, nhập vào trong cơ thể mới, rồi cấp tốc quay trở về trái đất. Hay quá. Vậy là ba anh em chúng ta đã đoàn tụ lại với nhau rồi. Nhưng khoan, ông Ray Speakerman. À không, bây giờ phải gọi cậu là Ultra Titan Eritus. Tại sao cậu lại giết những sinh vật vô tội ở đây chứ? Lũ khủng long tội nghiệp kia không phải do tôi giết, mà do con quái vật phóng xạ này giết. Tôi chỉ đánh xong giết chết nó thôi. Tôi đã đến trái đất này từ rất lâu, đi khắp nơi để tìm hai cậu, nhưng thấy rất nhiều quái vật phóng xạ bắt đầu trưởng thành và lớn lên. Tôi ra tay tiêu diệt bọn chúng, chứ nếu để bọn chúng phát triển, cả trái đất này sẽ bị diệt vong mất. Cái gì chứ? Lũ quái vật phóng xạ lại phát triển trở lại à? Đúng vậy, xuất hiện những loài mới mạnh mẽ, hung tợn hơn những loài trước đây rất nhiều. Nào các cậu, hãy cùng tôi đi rà soát khắp trái đất, còn có sinh vật nào dữ tợn, tiêu diệt bọn chúng để giúp những sinh vật nhỏ bé được tồn tại phát triển. Được rồi, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường giúp trái đất này sạch sạch đẹp, rồi sau đó lo chuyện của đa vũ trụ nữa. Nhìn kìa các cậu, bên dưới sa mạc này có những con quái vật phóng xạ kỳ lạ kìa, mau xuống đi. Chết thật, nơi khô cằn này mà cũng có quái vật phóng xạ sinh tồn và phát triển à? Thậm chí bọn chúng còn to lớn hơn những sinh vật mà tôi từng gặp trên trái đất này nữa. Nào các cậu, đừng có đứng ở đây luyên thuyên nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nhanh chóng tiến tới xử lý bọn chúng, rồi chúng ta đi tới khu vực khác. Ok con nha, được rồi các cậu, tiến lên nào. Lũ quái vật phóng xạ khô kiếp, các người đừng hòng sinh tồn và phát triển nữa. Bọn ta là chủ nhân của hành tinh này, tới đây để chấm dứt sự phát triển của các người. Từ từ đã, Ultra Titan Eritus tại đây đến tên, nguy hiểm lắm. Một mình cậu không thể nào địch được bọn chúng đâu. Các cậu đừng lo, mặc dù cơ thể này không đạt được trạng thái thần thánh giống như các cậu, nhưng nó là Ultra của Titan Eritus, sức mạnh nó rất khủng khiếp, có thể so với các cậu nó không thua kém gì đâu. Nhưng mà cậu phải cẩn thận, không được sơ suất. Tôi sẽ tới phụ cậu một tay. Này gọi Titan TV Man, cậu đi gì mà lâu dữ vậy? Nhanh tay nhanh chân lên phụ chúng tôi đi. Trời đất ơi, tôi đạt trạng thái này di chuyển hơi khó khăn, các cậu phải thông cảm từ từ chứ. Các cậu lo xử lý lũ quái vật phóng xạ ở khu vực này trước đi, còn khu vực đằng kia để tôi. Chết đi, lũ quái vật phóng xạ đâu có mạnh đi. Nếu các người sinh sống hiền hòa, không tàn sát, đập phá môi trường xung quanh, thì bọn ta lấy lý do gì để tiêu diệt các người? Nhưng kể từ khi ta thấy các người xuất hiện, các người đã giết sạch, còn gây ra ô nhiễm phóng xạ cho tất cả môi trường ở trái đất này. Nếu bọn ta không ra tay, trái đất này sẽ trở thành hành tinh chết mất. Đừng nói nhiều với bọn chúng nữa, Ultra Titan Eritus. Bọn chúng không hiểu tiếng chúng ta nói đâu. Cũng may, nhờ cậu phát hiện ra lũ phái vật phóng xạ này hình thành và phát triển, chúng ta ngăn bọn chúng. Nếu không, chúng ta di chuyển sang hành tinh khác, trái đất chắc chắn sẽ bị diệt vong rồi. Được rồi, đến lúc kết thúc bọn chúng, rồi chúng ta sẽ ra đa vũ trụ lo một số chuyện cực kỳ quan trọng. Chết đi! Tôi đã hạ bọn chúng rồi, các cậu xong chưa?